Bà già vừa phải làm chi? Đi, đi, bà sẽ đi mua nè.
ơi, để con kể cho bà nghe nhá. Xúc xích này à, bổ sung nguồn dinh dưỡng từ thịt. 100% thịt heo được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đây. Mà nhớ, một lọ này có hẳn 4 cái xúc xích luôn. Ăn tha hồ nhá. Một hộp nhá. Để rớt tiền của tao mà bày đặt. Mà mang tiếng bà là mê xúc xích thế mà không biết đến xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1 thì đúng là quê. Là cái gì? Thôi bà ra đây ngồi ăn với quan đi. Đây là người xếp này bà ơi. Ôi trời ơi, bà là bà háo thức ăn cái xúc xích này lắm rồi đấy. Ôi bà ơi, ai lại đi dùng răng cắn bao giờ? Bà định tiễn luôn cả cái hàm tiền tạo của bà để ăn cháo suốt đời hả ba? Đây này, đây, ở trong cái lọ này này nó có một cái dĩa đa năng. Bà chỉ cần cầm cái dĩa này xong rồi bà làm thế này này. Đấy, thế là xong. Trời ơi, ghê chưa, ghê chưa, vi diệu phết nhỉ. Thế tí diễn luôn cái hàm tiền đạo đi. Bà ăn nhỉ? Ba đi ạ, cười thế chứ ngon chứ nhỉ. Oh.
cho chị với mẹ đi. Đúng rồi. À, chụp vào cận cảnh Trương Sinh nhá. Con nào kỹ nhá. Ờ đây, mẹ mẹ rơi nhá. Úi giời ơi bà ơi. Mượt như thế này mới hành công nương đi ăn na này. Trời ơi. Đây đấy chỉnh chỉnh hộ bà ta. Trời ơi, xoay vòng xem nào, xoay vòng xem nào. Chờ tí, bà đi công việc. Later. Cả nhà ơi, con loa cả nhà quạt mỏi tay nên con mang hắn cái quạt to này đi cho mọi người này. Quạt này mà quạt ra thì có mà mát tóc cả váy đấy chứ. Để con đi cắm điện đi nhé. À, cái này cắm được vào đâu ấy nhỉ? Chị cắm thẳng vào lỗ mũi em này. Bây giờ cái con bé này phải ngã rồi. Chết rồi cả nhà ơi, không có quạt mà ở đây nhiều muỗi quá. Có ai mang thuốc xịt muỗi không ạ? Chị đứng ngay đây thì chả hỏi. Mang thuốc xịt muỗi làm gì cho độc hại hả em? Gì chứ à, riêng muỗi á, không bao giờ có tuổi sống với chị đâu. Đây này. Cả nhà mình cứ ngồi vào trong cái màn này, không muỗi nào đốt được hết đâu. Cái bà chị này, ai đến picnic lại mang màn cơ chứ? Mang màn vào đâu? Thế em lại chả biết rồi. Bây giờ cả nhà đứng lên, để con hướng dẫn cho. Đứng lên mọi người. Bây giờ bà một đầu. Sa một đầu. Đồ còn lại của cô. Đấy, mọi người thấy có được không? Chưa làm được một cái việc gì đâu. Không có lẩu chán chết đi được. Nóng lắm mẹ ơi.
giờ trưa. Chúng ta phải ăn để lấy sức đã. Facility, Salutu, đi ra ngoài lấy bát đũa để mẹ con chuẩn bị đồ ăn. Ê, con cứ đứng yên đấy, em để con đi lấy cho. Nhanh lên, Gia này cũng đói lắm rồi đây này. Từ sáng bây giờ, đã có cái gì vào bụng đâu. Ui, hôm nay mẹ chuẩn bị những món gì đấy? Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món. Nào là xúc xích này, kimbap này, salad này, gà rán này. Và đặc biệt là một món mà con vô cùng yêu thích. Món gì ạ? Gỏi cuốn tôm thịt. Ui. Thì hôm nọ bà có
mua cho gia đình ngôi sao một thùng. Chị có mang đi mà chị quên mất. Nãy nguy cấp thì mới nhớ ra. Chả hiểu kiểu gì mà quên được các bạn nhỉ. Thôi, không phải trách móc nhau nữa. Nghe bà nói đi này, lần sau dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh, phải giữ một tinh thần đoàn kết. Như vậy mới là một gia đình, hiểu chưa? Vâng. Còn Lía nữa, con biết lỗi cũng là ngoan, nhưng con phải nhớ lần sau rút kinh nghiệm, phải chỉn chu, cẩn thận hơn, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi, bây giờ nhà mình cũng chuẩn bị ăn thôi, bà đói lắm rồi. Ăn đi cả nhà ơi. Rồi, chuẩn bị mở tiệc nha. Để con lắc cho mẹ ăn nhá. Ừ. Để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.